Còn xin chào bà con ha, một số cái thao tác để chúng ta có thể đo được huyết áp chính xác tại nhà ha. Đầu tiên á là mình nên ngồi nghỉ 5-10 phút cho thoải mái. Ví dụ mình đang ở ngoài đường, mình vào hoặc đang làm việc gì đó thì cái máu mình nó sẽ bơm lên rất là nhiều để nó nuôi cho cơ thể đó. Nhưng mà khi mà cái huyết áp tăng như vậy, mình đo vẫn ra kết quả nhưng mà nó sẽ không có nói lên được cái huyết áp ổn định của mình là như thế nào. Mình nên ngồi nghỉ 5-10 phút cho sức khỏe mình thoải mái. Và cái thứ hai là mình hạn chế nói chuyện khi mà mình ngồi thoải mái này nè. Và khi đo là không được nói chuyện ha, và không nghe điện thoại vì nó có thể làm sai số. Rồi tiếp theo nữa là chúng ta không được ăn quá no, quá đói hoặc là mất tiểu đó, để chúng ta có cái cơ thể mình ở trạng thái bình thường để mình có thể đo, mình nắm được con số. Rồi tiếp theo là cái cách đo của mình là về vòng quấn. Ví dụ cái vòng quấn đeo ở bắp tay thì mình đeo ở bắp tay cách 1-2 cm quấn lên, và cái vòng quấn ở cổ tay thì chúng ta phải để đúng tư thế. Ví dụ ngang tim, vòng quấn ở bắp tay thì lúc nào cũng ngang tim rồi, còn vòng quấn ở cổ tay nếu mà chúng ta để quá thấp thì huyết áp chúng ta sẽ tăng lên, và chúng ta để quá cao huyết áp chúng ta sẽ thấp xuống. Nên chúng ta sẽ để đúng tư thế để cho nó ngang tim. Thì trong những video khác về cách sử dụng các dòng máy bắp tay, cổ tay và của những model khác thì Hoàng Sơn có chia sẻ rất là nhiều. Rồi tiếp theo nữa là số lần đo đó. Ví dụ giống như khi mà chúng ta đo cách nhau khoảng từ 1 đến 2 phút chúng tùy theo dòng máy. Có những dòng máy thì chúng ta nên tháo ra và để cho bắp tay mình thoải mái, sau đó chúng ta đo lại. Nhưng mà có những dòng máy khác thì có chức năng là đo trung bình liên tục trong vòng 2 lần hoặc 3 lần. Thì chúng ta sẽ chỉ đeo vòng quấn như vậy mà ngồi thoải mái, thì chúng ta bấm nút đo thì máy tự động siết lại, rồi nó xả ra, rồi nó nghỉ tí xíu, rồi nó siết lại, xả ra và ra kết quả đó. Và mình có thể đo 2 hoặc 3 lần trong vòng 10 phút để mình lấy kết quả trung bình cả nhà ha. Hoặc là mình có thể đo tay trái hoặc tay phải và mình sẽ xem cái kết quả nào cao nhất thì mình lấy kết quả đó. Nhưng mà thỉnh thoảng mình mới đo như vậy thì nó rất là mất thời gian. Và chúng ta nếu mà đo thường xuyên thì chúng ta chỉ cần để ở cái chế độ đo một lần trung bình thôi, và đo bên tay trái ha, sẽ ra kết quả. Rồi và chúng ta có thể đo cùng thời điểm trong ngày. Bây giờ hôm nay đo buổi sáng, ngày kia buổi sáng, ngày nọ cũng buổi sáng, để chúng ta cũng mới có thể xem cái huyết áp mình có ổn định hay không. Và chúng ta nên đo cùng loại máy nha. Mình đo cùng loại máy thì chúng ta ví dụ một cái máy nào đó chúng ta đo xuyên suốt để dễ theo dõi, hoặc nếu mà đo cái máy khác thì chúng ta cũng đeo xuyên suốt luôn. Rồi chúc bà con mình nhiều sức khỏe nha. Có gì thắc mắc thì cứ gọi điện cho Hoàng Sơn hoặc là để lại bình luận bên dưới. Tại vì trên các video khác của Sức Khỏe 60 giây có hướng dẫn bà con mình sử dụng từng loại máy đo huyết áp rồi, của từng hãng khác nhau luôn, và cách lựa chọn và cách khắc phục lỗi tại nhà thế nào. Rồi tạm biệt cả nhà, hẹn gặp lại ở video tiếp theo.